Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, một ngày mới lại đến với chúng ta. Hãy cùng nhau tìm kiếm ý Chúa trong lời Ngài để nhận được sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày, hầu bước đi trong sự phục vụ Chúa ngày càng thêm kết quả. Xin mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, nương trên hai câu Kinh Thánh Timôthê nhì chương 3 câu 16 câu 17. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Câu gốc của bài học là cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Timôthê nhì chương 3 câu 16. Câu hỏi suy ngẫm: thế nào là soi dẫn? Kinh Thánh có những ích lợi gì? Mục đích tối hậu của Kinh Thánh là gì? Chúng ta cần làm gì khi nhận biết Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời? Kính thưa quý vị, từ ngữ soi dẫn theo nguyên văn là sự hà hơi của Chúa. Dù các triết giả viết Kinh Thánh cẩn thận tra cứu các sự kiện như bác sĩ Luca trong Luca chương 1 câu 3, và dù cách hành văn của họ khác nhau, thí dụ văn phong của sứ đồ Phaolô khác của ông Mác hoặc bác sĩ Luca, nhưng Đức Chúa Trời tác động trên người viết để những lời của họ phản ánh đúng ý tưởng của Chúa. Theo Phi-e-rơ nhì chương 1 câu 20 câu 21, vì thế Kinh Thánh được gọi là lời Đức Chúa Trời. Theo Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 2 câu 13, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng lời Cha tức là lẽ thật. Theo Giăng chương 17 câu 17, nên Kinh Thánh đáng tin một cách trọn vẹn, chẳng những chuẩn xác trong lĩnh vực thuộc linh mà cũng đúng trong mọi lĩnh vực của đời sống. Kinh Thánh sứ đồ Phaolô đề cập trong câu 16 chỉ về cựu ước, tuy nhiên câu này cũng áp dụng đúng cho tân ước. Thí dụ sứ đồ Phi-e-rơ gọi các thư tín của sứ đồ Phaolô là Kinh Thánh, theo Phi-e-rơ nhì chương 3 câu 15 câu 16, hoặc trong thư Timôthê nhất chương 5 câu 18, sứ đồ Phaolô gọi phúc âm Luca là Kinh Thánh, đối chiếu với Luca chương 10 câu 7. Kinh Thánh là thức ăn thuộc linh, mang nhiều ích lợi cho con cái Chúa. Kinh Thánh dạy chúng ta giáo lý chân chính về sự cứu rỗi và dạy điều gì là đúng, điều gì là sai trong sinh hoạt tâm linh. Kinh Thánh bẻ trách, vạch ra những chỗ sai lầm, những giáo lý tà ngụy. Kinh Thánh sửa trị, hướng dẫn người lầm lạc trở về con đường đúng, dạy phương cách quay trở lại với chân lý. Kinh Thánh huấn luyện con người sống công chính theo ý Chúa, giúp chúng ta giữ lối sống chuẩn mực theo lời Chúa. Mục đích của Kinh Thánh không những giúp chúng ta có sự khôn ngoan để được cứu, mà còn giúp con dân Chúa được trang bị đầy đủ, trọn vẹn, có khả năng để sẵn sàng làm mọi việc lành. Theo Timôthê nhì chương 3 câu 14 đến câu 17, cụm từ người của Đức Chúa Trời được dùng nhiều lần trong Cựu Ước để chỉ về những nhân vật được chính thức phát ngôn lời của Chúa như ông Môi-se, theo Phục Truyền chương 33 câu 1, các tiên tri Samuel, Eli, Elise, vân vân. Từ ngữ này trong câu 17 chỉ về ông Timôthê, theo Timôthê nhất chương 6 câu 11, là người giảng lời Chúa. Ngày nay khi tin nhận Chúa Giê-xu, mỗi chúng ta đều được Chúa xem là người của Đức Chúa Trời. Vì vậy, cụm từ này có thể áp dụng theo nghĩa rộng để chỉ tất cả chúng ta là những con cái thật của Đức Chúa Trời. Nhận biết Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời là tốt, nhưng chưa đủ. Chúa muốn chúng ta đầu tư thời gian học hỏi lời Chúa, để Kinh Thánh bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ chúng ta trở nên người trọn vẹn có ích cho Chúa, để sẵn sàng làm mọi việc lành.
Mời quý vị cùng cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa vì qua Kinh Thánh, con được hiểu và tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của con. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp con trung tín, học hỏi lời Chúa và góp phần làm việc lành Chúa sắm sẵn cho con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có kế hoạch cụ thể về việc học hỏi lời Chúa như thế nào? Kinh Thánh, lời Đức Chúa Trời, chuyên tâm học hỏi cuộc đời đổi thay, suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày, giữ phần hầu việc danh Ngài tôn cao. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.